nước sạch là một cái vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm. Ở trong gia đình mình thì có tới 3 thế hệ cơ, có cả ông bà này, có vợ chồng mình và có cả các em bé nữa, và có tới 3 bạn nhỏ. Thì vì vậy cái việc mà nước sạch thì là vô cùng cần thiết và cũng thôi thúc mình là phải làm sao để tìm được cái nguồn nước sạch để cho gia đình, để đảm bảo cho sức khỏe của gia đình mình. Cả các cư dân xung quanh nhà của mình thì hầu hết là mọi người cũng sử dụng Aerosmith. Thì khi mà mình hỏi là mọi người đang dùng máy lọc nước gì thì mọi người đều nói cho mình là cái thương hiệu Aerosmith. Thì mình lại quay lại mình tìm tra trên các trang mạng và để biết thêm thông tin, thì mình có nhận được rất là nhiều những cái thông tin mà phải nói là họ review bình luận là rất là tốt về máy lọc nước Aerosmith. Chính vì vậy thì mình cũng tin tưởng theo cái lời nói của mọi người và mọi người giới thiệu và mình đã tìm đến Aerosmith. Mình nghĩ là không phải mình mà tất cả mọi người khi mà nói đến, nghe đến cái việc là mình trúng giải thì mọi người đều sung sướng và hạnh phúc. Thì thực ra mình thì cũng không nằm ngoài cái ngoại lệ đâu. Bởi vì là sao? Tại vì là khi mà mình mua một cái máy lọc nước thôi, nhưng mà khi mà được nhận giải, khi mà được nghe tin trúng giải thì mình lại trúng tới 3 sản phẩm. Thì điều đấy là mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Người ta nói là nhìn mặt thì bắt hình dong. Đầu tiên thì mình phải thấy cái cảm nhận là mình rất là thích những cái thiết kế bề ngoài của các bạn, rất là hiện đại, phải nói là rất là đẹp và thu hút luôn từ cái nhìn đầu tiên ấy. Thế thì mình cũng nghĩ là khi mà một cái sản phẩm mà đưa ra cái vỏ ngoài đẹp như thế, bắt mắt như thế, thì chắc chắn là cái chất lượng nó cũng sẽ đi theo cái vỏ ngoài, chất lượng cũng sẽ đẹp như là cái vỏ ngoài của các bạn. Với Aerosmith thì không phải nói, bởi vì đây cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở trên thị trường Việt Nam cũng như là trên thị trường quốc tế, bởi vì bạn bè mình ngay ở bên Mỹ thì cũng đã sử dụng cái sản phẩm này rồi. Ngoài mẫu mã đẹp ra thì chất lượng thì cũng rất là an toàn, rất là hiệu quả. Ngoài ra thì mình còn rất là ấn tượng với tất cả các bạn nhân viên. Từ lúc đầu khi các bạn gọi điện này, báo để gia đình mình trúng thưởng này, sau đó rồi các bạn rất là chăm sóc, rất là kỹ lưỡng, đến để khảo sát nhà mình, để xem là tư vấn cho gia đình chúng mình xem là lắp ở đâu để thuận tiện nhất này. Và ngày hôm nay thì rất là cảm ơn, mình có lời cảm ơn đến tất cả các bạn.